Halloween, con Nguyên lại đi Mỹ rồi. Thì cái người là ở Sài Gòn, ở Việt Nam không bao giờ ăn phở, giống như là rủ đi đâu là sẽ ăn những món khác. Nhưng mà tự nhiên mỗi lần tới sân bay ra là mắt ăn phở ghê luôn á. Nửa tiếng nữa là sẽ lên máy bay. Có một câu chuyện muốn kể. Tháng này là tháng sinh nhật của Nguyên, cho nên là đáng lẽ là bạn trai Nguyên sẽ về Việt Nam để thăm Nguyên. Tự nhiên bị bận đột xuất, mọi người công việc không cho phép, cho nên là bạn chủ động bạn mua vé cho Nguyên sang. Nhưng mà sau đó thì Nguyên có đổi giờ ngày lại, tại Nguyên muốn làm một cái surprise nhỏ nhỏ như là bất ngờ. Nhưng mà tụi mình có một nhóm bạn chung, vì một lý do nào đó mà bạn Nguyên cuối cùng cũng biết được cái ngày bay chính xác của Nguyên, cho nên là cái surprise này nó hơi fail một xíu. Hey beautiful, I'm at the airport. I saw your story. I'm a safe flight. Thank you. I love you. I love you too. Did you hear that, guys? Có cảm thấy mình nhập nè, Nguyên mua một cái bánh cheese. Nguyên một cái tiệm luôn, quá trời đồ ăn ngon. Mà Nguyên không có hảo ngọt lắm, nên là Nguyên mua cái mà nó ít đường, nhìn nó ít ngọt nhất. Đây là đồ ăn của Nguyên trong phòng lounge. Phần này bạn nào mà hay coi cái vlog Nguyên đi Mỹ thì chắc chắn là thấy cái chỗ này nó rất là quen. Nhưng mà cái quầy này nè là cái quầy mà người ta xếp hàng mua nhiều nhất. Nguyên không biết mua gì hết cho Nguyên chọn cái này. Bạn trai Nguyên làm tặng Nguyên một cái giỏ gọi là welcome basket, một cái giỏ là toàn những cái món đồ mà Nguyên cần. Qua đây là không có cần đem gì, không cần chuẩn bị gì hết trơn, là bạn Nguyên mua hết. Như sữa tắm này, này bông tẩy trang, một cái tấm thiệp, cái này là bông tắm, rồi vớ tại bên trời Chicago đang lạnh đó. Cái này là popcorn, cái Starbucks cà phê nóng tại Nguyên đang jet lag, cái wipe tẩy trang, rồi băng vệ sinh, rồi bánh nữa, rồi cái này là gì đây, này thuốc đau đầu hả, rồi bông tăm, khăn tắm, cái này là Rose Lip Tint của chị Hailey Bieber. Ok mọi người, mình đang có một cái vấn đề là nãy đi lấy vali xong á, Nguyên đẩy hết vali để trên cái xe đẩy. Thì Nguyên đẩy hết những cái đống đồ nặng rồi, thì Nguyên để cái vali mà xách tay Nguyên lại cái chỗ mà lấy hành lý. Thì bây giờ về tới nhà mới phát hiện là để quên á, ở sân bay, rồi bây giờ phải quay ngược lại sân bay để lấy. Tại sao Nguyên quý vị ta? Đó của nhau vậy? Bacon. Mong là ngày hôm nay tụi mình sẽ may mắn nha, không lấy đồ của mình. Thank God. Wow. Check it. Everything in here. Yeah. Everything. So she purposely, you know, messed up her pesto, and I'm making real bonnet to see if I actually own it. Wow. Vậy lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay thì tất nhiên là Nguyên đang bị jet lag. Vì ở Chicago với Việt Nam đang là 12 tiếng khác nhau, đúng 12 tiếng luôn. Cho nên là Nguyên dậy giờ này thì kịp để catch up xíu với công việc. Kinh dưỡng tức thời, Nguyên luôn xài cái Bioderma này nè. Không có sponsor nhiên, mà nó êm lắm luôn. Rồi phải đem cái chai xịt cao ba này, kiểu nó có lớp dầu bên trên đó mọi người, cho nên nó dưỡng ẩm. Bây giờ là 8:15, bây giờ tụi mình sẽ đi Target để mua cái ấm nấu nước á. Tại vì Nguyên muốn cà phê mà nhà bạn Nguyên không có ấm nấu nước, thì mình sẽ mua sữa với lại cái ấm. Cảm ơn.
Bây giờ thì Nguyên không có make up. Ngày hôm nay trời mưa nguyên cả ngày luôn, cho nên Nguyên sẽ như vậy để Nguyên ra đường. Nguyên mất care bên Mỹ, người ta không quan tâm gì hết trơn. Thử cái rose lip tint mà bạn Nguyên mua tặng cho Nguyên, ba màu. Với lại một cái này là trong suốt không có màu, tại vì có một cái màu đỏ cherry á thì nó sold out rồi, nên là bạn Nguyên sẽ mua được có ba màu thôi. Thử cái mùi nó, tại vì nó là giữa môi ấy mọi người, cho nên cái mùi nó ớn. Mấy cái bánh tráng thanh long này ở Việt Nam mình đem qua đây để không có gì mình ngồi ăn sượng á, nó không có dẻo nữa. Mà cái bánh tráng thanh long này ăn vô giống như là cái bánh tráng dừa, nó rất là ngọt. Xếp hàng 1 tiếng hơn rồi, cũng chưa có bạn. Ngày hôm nay tụi mình sẽ thử Nguyên lần đầu tiên ăn thử đồ ăn của người Philippines. Hôm nay mình sẽ xài nước hoa mùi ginger biscuit của Jo Malone, đây là phiên bản giới hạn. Just won't do. 지금 와서 뭐해? 시간 없어 언제?